Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam da trăng nha mọi người. Hôm nay mình có một sản phẩm mới. Hàng này là rất là hiếm trên thị trường. Đây là dòng da trăng được làm từ da đen nha mọi người. Người ta hột thành da đen. Thì cái loại da này rất là được các anh yêu thích, vì nó màu đen rất là cá tính và mạnh mẽ, đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Đây là da thật nha mọi người, da trăng thì nó sẽ có vảy, không thể nào làm giả được. Thì ở trong á, thì người ta xài da bò màu đen luôn nha mọi người. Ở trong thì được xài từ da bò màu đen, da thật 100% luôn. Ở trong á, thì mỗi bên nó sẽ có ba ngăn nằm ngang nè mọi người, và một ngăn đứng. Thì ba ngăn nằm ngang này thì mình có thể đựng được tất cả các thẻ ngân hàng, căn cước công dân, địa đề mới đều đựng được hết. Mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 462 9729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Kênh chuyên về đồ da. Ở trong á, thì nó sẽ có thêm hai ngăn lớn nữa. Hai ngăn này đựng được tất cả các loại tiền và giấy tờ tương đương với tiền đều đựng được hết. Tiền nếu mà mình đựng mệnh giá lớn á, thì mình đựng được rất là nhiều, còn mình đựng được mệnh giá nhỏ thì chỉ được ít thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem, mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.